Để chào các em. Tiết học hôm nay bắt đầu ta học sang chương 2 và chương điện tử học. Nội dung của chương này bao gồm những kiến thức về từ, tính chất về từ. Và em sẽ học bắt đầu tuần này và kết thúc ở phần đầu học kỳ 2. Như vậy cái chương 2 này ta sẽ học trong 2 học kỳ. Về yêu cầu của chương thì em phải nắm vững được các kiến thức, các nội dung, các hiện tượng để giải thích. Ở chương 2 thì rất ít bài tập tính, chỉ có hai cái bài cuối chương là có phần tính toán, thì cái phần đó là nằm ở học kỳ 2. Như vậy từ hôm nay em sẽ bắt đầu học bài đầu tiên và em sẽ học đến bài sự nhiễm từ của sắt thép. Ta dừng lại, ta sẽ ôn tập để kiểm tra cuối kỳ. Thì nội dung ở chương 2 thì có một số kiến thức, một số cái khái niệm hoặc là cái hiện tượng em đã học ở lớp dưới. Tuy nhiên cái phần mới là cái khái niệm mới, hiện tượng mới em sẽ học nhiều ở chương này. Thì ta đi vào bài. Năm 1820, nhà bác học Ørsted người Đan Mạch bằng những cái thí nghiệm, ông ta đã chứng minh được sự liên hệ giữa điện và từ. Và đây là một cái phát kiến rất quan trọng. Trước đây người ta vẫn coi rằng hai hiện tượng điện và từ không có liên hệ gì với nhau. Điện ở đây nghĩa là dòng điện, các em đã học điện tích và dòng điện. Từ ở đây là tính chất từ và từ tính. Và hai hiện tượng này không có liên hệ gì với nhau. Và Ørsted là người đầu tiên đã tìm ra được cái mối liên hệ đó. Và thành công những cái phát minh của Ørsted chính là cơ sở để người ta ứng dụng vào trong thực tế để mà chế tạo ra những động cơ điện, ví dụ như là cái quạt điện các em đang sử dụng. Đó chính là sự liên hệ giữa điện và từ. Em mở sách giáo khoa ra, ta xem cái phần mở bài. Tổ Sung Chi là nhà phát minh của Trung Quốc ở thế kỷ thứ 5. Ông ta đã chế ra một cái xe, ông ta gọi cái xe này là xe chỉ nam. Vì sao? Vì trên xe ông ta đặt một cái hình nhân, đây là cái hình nhân, và cho dù xe có chuyển động theo hướng nào, bất kỳ hướng nào, thì cái bàn tay của hình nhân luôn chỉ về hướng nam. Và bí quyết nào đã làm cho cái hình nhân trên xe của Tổ Sung Chi luôn luôn chỉ hướng này? Để trả lời câu hỏi này thì ta sẽ tìm hiểu về cái từ tính của nam châm. Phần thứ nhất là nam châm vĩnh cửu, mà thông thường em ở ngoài em hay gọi đó là cục hích. Như vậy nam châm vĩnh cửu có những tính chất gì, và chắc rằng tính chất đầu tiên em đều biết đó là khả năng cuốc được sắt hoặc là thép. Nam châm có khả năng hút được sắt thép. Ta sang một cái tính chất khác. Ở thí nghiệm 1, ở thí nghiệm thì ở câu C2, khi ta đặt một kim nam châm trên giá thẳng đứng như hình 22 à 21.1. Đây. Kim nam châm có thể quay quanh tự do quanh một trục thẳng đứng. Khi đã đứng cân bằng, kim nam châm nằm dọc theo hướng nào? Tức là ta có thể dùng tay ta quay kim nam châm. Và khi nào mà kim nam châm nằm cân bằng, tức là nó đứng yên, thì ta sẽ quan sát xem kim nam châm nằm dọc theo hướng nào. Và kết quả thí nghiệm này là gì? Là khi đã đứng cân bằng, kim nam châm nằm dọc theo hướng
Nam Bắc địa lý. Ở vị trí nào cũng thế, khi đã đứng cân bằng, kim nam châm luôn nằm độc theo hướng Nam Bắc. Em xem cái mô hình. Đây là trái đất có hai cực, cực Bắc địa lý và cực Nam địa lý. Và khi kim nam châm đứng cân bằng thì nó luôn, hai đầu kim luôn chỉ hướng Nam Bắc. Cũng câu C2, ta xoay cho kim nam châm lệch khỏi hướng vừa xác định, tức là hướng xác định là hướng Nam Bắc. Bây giờ ta dùng tay ta xoay kim nam châm và chờ cho kim nam châm khi đứng cân bằng trở lại thì nó còn chỉ theo hướng Nam Bắc như lúc đầu nữa hay không. Thì em xem cái thí nghiệm. Ở đây người ta dùng tay, người ta quay kim nam châm, buông tay ra. Thì kim nam châm vẫn quay, lúc cân bằng nó vẫn trở về hướng như lúc đầu, tức là hướng Nam Bắc. Khi đã đứng cân bằng trở lại, nam châm vẫn chỉ theo hướng Nam Bắc như cũ. Và qua thí nghiệm này, ta rút ra được kết luận, tức là những cái tính chất từ của nam châm. Thứ nhất là nam châm có tính chất hút được sắt thép hoặc bị sắt thép hút. Ở đây là ý nghĩa về tương tác. Hai vật A tác dụng lên B thì đồng thời B cũng tác dụng lên A. À, như vậy nam châm hút sắt hoặc thép thì sắt thép cũng hút nam châm. Ở hai đầu nam châm có khả năng hút sắt thép mạnh nhất, còn ở phần giữa hầu như không hút, hoặc nếu có hút thì hút rất yếu. Như vậy ta chú ý, không phải ở bất kỳ chỗ nào trên thanh nam châm đều có khả năng hút sắt thép mạnh như nhau. Mà ta chú ý là ở hai đầu của nam châm thì nó hút sắt hoặc thép là mạnh nhất, còn ở phần giữa của nam châm thì hầu như không hút hoặc hút rất yếu. Cho nên người ta gọi cái phần giữa của nam châm là miền trung hòa. Miền trung hòa tức là khả năng hút sắt thép yếu hoặc là từ tính của nó yếu. Khi kim nam châm hoặc thanh nam châm đứng cân bằng, nó luôn chỉ theo hướng Nam Bắc. Em phải nhớ nắm vững đặc tính này. Và khi nó đứng cân bằng thì mỗi nam châm nó có hai đầu, ta gọi là hai cực. Một cực của nam châm, người ta còn gọi là từ cực, luôn chỉ hướng Bắc. Đầu đó ta gọi là cực Bắc. Còn cực kia luôn chỉ hướng Nam, được gọi là cực Nam. Như vậy là mỗi nam châm đều có hai cực từ. Đều có hai cực từ. Và để phân biệt hai cực từ đó, người ta có thể sơn màu hoặc người ta dùng ký hiệu tiếng Anh. Chữ N là North, là cực Bắc. Chữ S là South, chỉ cực Nam. Thì các em xem cái thanh nam châm này. Cực Bắc hoặc người ta sơn màu đỏ, cực Nam người ta sơn màu xanh. Tức là phân biệt vào màu sắc. Tuy nhiên, cái ký hiệu người ta dùng ký hiệu N và S, Bắc Nam, nên nhớ là ký hiệu tiếng Anh, là để nói rõ hơn về tên từ cực của nam châm theo thông lệ quốc tế. Có những cái nam châm mà người ta sơn màu đỏ là cực Bắc, nhưng mà cực Nam người ta lại sơn màu trắng. Cho nên ngoài cái màu sắc ra, người ta còn bổ sung thêm về ký hiệu bằng những chữ N hoặc là S. Còn ở trong sách giáo khoa thì khi người ta chụp hình cái nam châm, người ta vẽ cái nam châm, thì cái phần nào mà đậm, các em có thể mở sách ra các em xem, phần nào người ta tô đậm đó là cực Bắc, phần nào tô mờ là cực Nam. Hoặc mình vẽ hình thì cái phần nào là cực cực Bắc thì các em gạch chéo cái phần đó, còn cực Nam các em để trống.
quy ước về hai cực từ. Không những nam châm hút được sắt thép mà nó còn có thể hút được các kim loại khác, nhưng những kim loại này phải thuộc nhóm vật liệu từ như là niken, cobalt, gadolinium. Đặc biệt, mặc dù đồng nhôm là kim loại nhưng mà nam châm không hút đồng nhôm hợp kim inox. Đó là một số tính chất từ của nam châm, người ta gọi là từ tính. Một số loại nam châm trong phòng thực hành, phòng thí nghiệm. Loại thứ nhất là nam châm chữ U, vì nó có dạng hình chữ U. Loại thứ hai ta gọi là nam châm thẳng, hoặc ta còn gọi là thanh nam châm. Và loại thứ ba ta gọi là kim nam châm hay là nam châm thử. Thì cái loại kim nam châm hoặc là nam châm thử người ta thường sử dụng trong các thí nghiệm vì nó có kích thước nhỏ gọn, nhẹ và nó rất nhạy. Ta thấy ở nam châm chữ U và thanh nam châm, ngoài cái màu sắc để phân biệt hai cực từ, người ta còn ký hiệu trên nó. Chữ N là cực bắc, S là cực nam. Tuy nhiên ở kim nam châm thì người ta không ký hiệu N và S vì kích thước của nó nhỏ. Kích thước của nó nhỏ, cho nên ta chỉ phân biệt vào cái màu sắc của hai cực từ. Ta sang nội dung thứ hai, đó là tương tác giữa hai nam châm. Như vậy ở phần từ tính của nam châm thì tính chất đầu tiên ta vừa nói đó là gì? Là nam châm hút được sắt thép và sắt thép cũng hút nam châm. Như vậy nam châm với sắt hoặc thép tương tác lẫn nhau và tương tác với nhau bằng lực hút. Thế bây giờ nếu ta để hai nam châm gần nhau thì chúng có tương tác với nhau hay không? Ở câu C3, đưa từ cực của hai nam châm lại gần nhau, quan sát hiện tượng và cho nhận xét. Thì em nhìn cái thí nghiệm này, tức là ta dùng một thanh nam châm và một kim nam châm. Ta đưa cực nam của thanh nam châm, phần màu xanh là cực nam của thanh nam châm, lại gần cực nam của kim nam châm. Các em quan sát cực nam của kim nam châm nó như thế nào, và đồng thời các em quan sát luôn là cực bắc của kim nam châm nó như thế nào. À, như vậy qua thí nghiệm này các em thấy khi đưa cực nam của thanh nam châm lại gần cực nam kim nam châm thì cực nam của kim nam châm bị đẩy ra xa, và đồng thời cực bắc của kim nam châm lại hút về phía cực nam của thanh nam châm. Và qua thí nghiệm này ta có thể rút ra được kết luận về tương tác giữa hai nam châm. Khi đưa từ cực của hai nam châm lại gần nhau thì chúng hút nhau. Nếu các từ cực khác tên và sẽ đẩy nhau nếu các từ cực cùng tên. Ví dụ trong thí nghiệm này ta đưa cực nam thanh nam châm lại gần cực nam kim nam châm, tức là nó cùng tên, hai cực cùng tên thì chúng sẽ đẩy nhau, và ngược lại khác tên thì chúng hút nhau. Thầy nghĩ rằng là cái tính chất này là dường như là em nào cũng có thể biết được nha. Như vậy qua tính chất từ của nam châm mà ta đã vừa rút ra được, thì để nhận biết các cực của nam châm ta có bốn cách. Cách thứ nhất là căn cứ vào màu sơn để phân biệt. Thường thì cực bắc sơn màu đỏ, còn cực nam thì người ta sơn màu xanh hoặc là màu trắng. Cách thứ hai là căn cứ vào ký hiệu chữ viết, tên từ cực, N cực bắc, S cực nam. Cách thứ ba là căn cứ vào sự định hướng của nam châm, tức là khi kim nam châm hoặc là thanh nam châm cân bằng thì đầu nào của kim nam châm chỉ về hướng bắc địa lý thì đầu đó là cực bắc.
ngược lại. Và tính chất cách thứ tư là căn cứ vào sự tương tác giữa hai nam châm. Nếu mà cùng tên thì chúng để nhau và khác tên thì chúng hút nhau. Thì nói vắn tắt như thế. Là bây giờ ta thực hiện một số câu vận dụng. Câu C5, ta quay lại cái phần mở bài. Bí quyết nào đã làm cho hình nhân trên xe của Tổ Trung Chi luôn chỉ về hướng nam? Rõ ràng là ta thấy ông Tổ Trung Chi đã bí mật giấu một cái kim nam châm ở bàn tay hình nhân. Tại sao vậy? Vì lúc nào khi cân bằng, kim nam châm đều chỉ về hướng nam bắc. Ông ta đã lắp đặt trên xe một cái thanh nam châm hoặc là một cái kim nam châm gì đó. Câu C6. Người ta dùng la bàn để xác định hướng bắc nam. Tìm hiểu cấu tạo của la bàn, hãy cho biết bộ phận nào của la bàn có tác dụng chỉ hướng. Giải thích, biết rằng mặt số của la bàn có thể quay độc lập với kim nam châm. Thì các em nhìn đây cái la bàn. Đây là cái kim nam châm và đây là cái mặt số. Mặt số của la bàn có thể quay độc lập với kim nam châm. Như vậy bộ dùng la bàn để mà xác định được hướng bắc nam. Và trong cái la bàn này thì bộ phận mà chỉ được hướng đó chính là kim nam châm. Vì sao? Vì tại mọi vị trí trên trái đất trừ hai cực địa lý thì kim nam châm luôn chỉ hướng nam bắc khi cân bằng. Như vậy một cái ứng dụng đầu tiên các em biết được ở nam châm tính cũ là người ta chế tạo ra cái la bàn. Câu C8. Xác định các từ cực của thanh nam châm bên phải. Thanh bên phải này là thanh AB, ta chưa biết tên từ cực. Nhưng mà người ta đã cho biết một thanh nam châm đã biết tên từ cực và thanh nam châm này được treo bằng một sợi chỉ sao cho thanh nam châm này nằm ngang. Và khi đưa lại gần thì cái dây treo nó bị lật sang bên phải. Bị lật sang bên phải. Như vậy điều này chứng tỏ rằng thanh nam châm này đang bị hút về thanh AB. Và cái đầu thanh nam châm bên phải, bên trái gần với đầu A là cực bắc. Như vậy chắc chắn đầu A tức là cực của thanh nam châm AB gần với cực bắc sẽ khác tên. Như vậy A sẽ là cực nam và B sẽ là cực bắc. Như vậy ta đã xác định được cực của thanh nam châm dựa vào lực tương tác. Đây là cái la bàn. Thí dụ ta có một cái la bàn thì làm sao ta biết được chính xác hướng bắc, hướng nam, hướng đông, hướng tây? Thì đầu tiên các em để cái la bàn tự do ở đâu đó, trên bàn hay ở đâu đó, thì các em sẽ thấy kim nam châm, kim la bàn nó sẽ quay và đến lúc nào đó nó sẽ cân bằng, nó sẽ đứng yên. Và các em đã học khi cân bằng thì kim nam châm nó phải chỉ theo hướng nam bắc. Như vậy bây giờ làm sao ta biết được hướng nam bắc? Thì để xác định được hướng chính xác nam bắc thì các em sẽ quay cái la bàn từ từ. Các em xoay cái la bàn, xoay cái vỏ của la bàn từ từ sao cho cái chữ N trong la bàn này thì người ta ký hiệu N là nam, B là bắc, D là đông và T là tây. Các em xoay từ từ cái vỏ la bàn này sao cho cái chữ N nó trùng với một đầu kim nam châm và đầu còn lại sẽ là chữ B. Như vậy chính xác ta đã xác định được hướng nam bắc. Từ đó em sẽ xác định được hướng đông, hướng tây.
đó là cách sử dụng la bàn. Để bổ sung thêm một vài bài tập về nam châm. Quan sát hai thanh nam châm trên hình vẽ, giải thích tại sao thanh nam châm thứ hai lại lơ lửng trên thanh nam châm một. Đây là một cái ống nhựa hình trụ có đặt hai nam châm. Người ta đặt như thế nào đó mà thanh nam châm thứ hai lại lơ lửng trên thanh nam châm một. Thì ở đây ta giải thích hiện tượng này dựa vào đâu? Dựa vào lực tương tác. Lực tương tác giữa hai thanh nam châm chắc chắn là lực đẩy. Và như vậy thì hai đầu cùng từ cực của hai nam châm đặt gần nhau, cùng tên nên chúng đẩy nhau. Đó là ta giải thích một cách ngắn gọn. Giải thích đầy đủ hơn là gì? Là sở dĩ thanh nam châm thứ hai lơ lửng, tức là nó cân bằng, là do nó chịu tác dụng bởi hai lực cân bằng. Lớp 6 em học rồi, lớp 8. Bởi hai lực cân bằng. Thứ nhất là trọng lực tác dụng lên thanh nam châm thứ hai. Và lực thứ hai là lực đẩy từ thanh nam châm 1 tác dụng lên thanh nam châm 2. Hai lực đó là hai lực cân bằng. Vì thế thanh nam châm thứ hai lơ lửng. Bài tập số 2. Trên thanh nam châm, chỗ nào hút sắt mạnh nhất? Thì phần này thầy giải thích rồi. Chỗ hút sắt mạnh nhất là hai từ cực, đáp án C. Còn phần giữa thì hầu như từ tính của nó rất yếu. Như vậy ở cái bài, ở cái chủ, cái nội dung đầu tiên này là về nam châm bính cụ. Thì đây là cái sơ đồ tư duy để các em có thể là qua cái sơ đồ này các em học một cách có hệ thống. Nam châm bính cụ thì về từ tính của nó hoặc là tính chất của nam châm. Đặc tính thứ nhất là nam châm có đặc tính hút được sắt, thép. Đặc tính thứ hai là khi nam châm nằm cân bằng, nó đôn chỉ theo hướng bắc nam. Các loại nam châm gồm có 3 loại: nam châm chứa U, thanh nam châm và kim nam châm. Trên mỗi nam châm đều có ghi rõ tên từ cực hoặc là người ta sơn màu. Tương tác giữa hai nam châm, nếu hai cực đặt gần nhau cùng tên thì đẩy nhau và khác tên thì hút nhau. Về ứng dụng thì dùng nam châm tính cũ để chế tạo ra cái la bàn hoặc là cái loa điện trong những cái thùng loa ở nhà mình hay nghe nhạc này kia, hoặc là cái tai nghe đó, thì những cái dụng cụ này đều là ứng dụng của nam châm bính cụ, tức là có nam châm bính cụ trong những thiết bị này. Thế ta sang cái nội dung thứ hai là tác dụng từ của dòng điện từ trường. Các em xem thí nghiệm. Đây là hai cái thí nghiệm mà lớp 7 các em đã học. Thì cho xem lại để các em nhớ. Thí nghiệm thứ nhất là người ta dùng một cái cuộn dây quấn quanh một lõi sắt, nối hai đầu cuộn dây vào nguồn điện. Và khi ta đóng công tắc thì cái cuộn dây quấn quanh lõi sắt này ta gọi là nam châm điện. Ta gọi là nam châm điện vì nó hoạt động nhờ dòng điện. Ở trường hợp thứ nhất là khi ta đóng công tắc thì em xem là cái lõi sắt của cái cuộn dây này nó có khả năng hút được những vật nào ở đây trong ba vật. Cái thí nghiệm thứ hai là người ta thay thế đồng hoặc sắt hoặc nhôm bằng một cái kim nam châm có thể quay tự do. Và khi ta đóng công tắc thì các em quan sát cái lõi sắt của cuộn dây này có tác dụng gì với cái kim nam châm này hay không. Các em bắt đầu quan sát nha. Khi công tắc đóng ở thí nghiệm thứ nhất thì có dòng điện chạy qua cuộn dây và lõi sắt này nó hút được sắt hoặc thép.
nó không quốc đồng vô. Ở thí nghiệm thứ hai, sau khi đóng công tắc, lõi sắt này tác dụng lực hút lên một đầu kim nam châm. Như vậy qua hai thí nghiệm này ta thấy cái nam châm điện, cái cuộn dây quấn quanh lõi sắt nó trở thành một cái nam châm điện vì có khả năng hút được sắt hoặc thép, hoặc nó có khả năng tác dụng lực lên một kim nam châm. Cho nên người ta gọi cuộn dây quấn quanh lõi sắt khi cho dòng điện chạy qua là một nam châm điện. Và cái khác biệt so với nam châm vĩnh cửu là gì? Là khi ta ngắt dòng điện thì cái lõi sắt này nó lại không hút được sắt thép nữa, hoặc là nó không tác dụng lực lên kim nam châm. Cho nên người ta gọi nó là nam châm điện, là nam châm hoạt động nhờ dòng điện. Thì trong cái phần nam châm điện ở bài sau thì sẽ nói rõ hơn. Như vậy qua thí nghiệm, hai thí nghiệm này ta thấy khi dòng điện chạy qua cuộn dây quấn thành nhiều vòng thì nó đã gây ra tác dụng lực lên sắt thép hoặc là lên một kim nam châm. Và người ta nói rằng là dòng điện chạy qua cuộn dây đã gây ra tác dụng từ. Tác dụng từ là một trong những tác dụng của dòng điện mà lớp 7 khen đạo. Thí nghiệm để mà chứng minh rằng dòng điện có tác dụng từ là thí nghiệm này. Các sang phần B. Nội dung thứ nhất là lực từ. Ta mở sách sang xem thí nghiệm hình 22.1 trang 61. Thí nghiệm này ta gọi là thí nghiệm Estech. Và ở đây thì mình làm lại thí nghiệm mà Estech đã làm. Và thí nghiệm này là vấn đề là gì? Là nếu ở trong hai thí nghiệm vừa rồi các em quan sát, ta thấy rằng dòng điện chạy qua cuộn dây gây ra tác dụng từ. Như vậy nếu dòng điện chạy qua một đoạn dây dẫn thẳng có hình dạng khác với cuộn dây thì nó có gây ra tác dụng từ hay không? Người ta bố trí thí nghiệm như sau. Một đoạn dây dẫn thẳng AB, một kim nam châm có thể quay quanh trục thẳng đứng. Hai đầu của dây dẫn được nối với nguồn điện với khóa K với AB kế. Trước khi người ta thực hiện thí nghiệm này thì người ta phải bố trí sao cho dây dẫn song song với kim nam châm. Vì ta bố trí như vậy thì các em sẽ dễ quan sát được hiện tượng. Ta nhớ trong thí nghiệm Estech người ta bố trí thí nghiệm ban đầu là dây dẫn phải song song với kim nam châm. Và trong thí nghiệm này ở câu C1 thì đặt câu hỏi trước về các em quan sát để ta nhớ để trả lời. Khi đóng công tắc K, quan sát và cho biết hiện tượng gì xảy ra với kim nam châm. Và lúc đã nằm cân bằng, kim nam châm còn song song với dây dẫn nữa hay không? Tức là ban đầu ta đã bố trí là dây dẫn song song với kim nam châm. Thì bây giờ người ta hỏi mình là khi đã đóng công tắc, tức là có dòng điện chạy qua dây dẫn, thì hiện tượng gì xảy ra với kim nam châm? Và lúc nó cân bằng thì nó còn nằm song song với dây dẫn đó hay không? Đây là đoạn dây dẫn AB. Rồi, bây giờ bắt đầu xem quan sát. Rồi, như vậy là ta có thể trả lời được cái câu hỏi ở câu C1. Đóng công tắc K, quan sát và cho biết hiện tượng gì xảy ra với kim nam châm. Và khi nằm cân bằng, kim nam châm còn song song với dây dẫn nữa hay không? Thì các em đã quan sát rồi, thì rất dễ trả lời cái câu C1. Đóng công tắc K, thì ta thấy kim nam châm lệch khỏi hướng bắc nam. Và lúc đã nằm cân bằng,
kim nam châm không còn song song với dị dẫn nữa. Như vậy qua thí nghiệm này ta thấy khi chưa có dòng điện chạy qua dây dẫn thì kim nam châm vẫn còn chỉ theo hướng nam bắc hoặc là bắc nam, nhưng mà khi có dòng điện chạy qua dây dẫn thì kim nam châm lệch khỏi hướng ban đầu. Điều này chứng tỏ rằng dòng điện đã tác dụng lực lên kim nam châm. Làm cho kim nam châm lệch khỏi hướng ban đầu. Và điều này cũng chứng tỏ rằng dòng điện chạy qua dây dẫn thẳng hay là một dây dẫn có hình dạng bất kỳ cũng đều gây ra tác dụng lực lên kim nam châm. Và cái lực này người ta gọi tên là lực từ. Và ta nói dòng điện có tác dụng từ. Trong thí nghiệm này người ta bố trí thêm một cái biến trở. Để làm gì? Để mà trong thí nghiệm này người ta có thể là gì? Điều chỉnh con chạy biến trở để người ta tăng cường độ dòng điện qua dây dẫn. Thì lúc đó các em sẽ quan sát được kim nam châm nó sẽ lực nhanh hơn, mạnh hơn. Có nghĩa là lực từ nó sẽ tăng lên. Ngược lại, nếu ta tăng điện trở của biến trở thì cường độ dòng điện qua dây dẫn nó giảm đi và kim nam châm nó sẽ quay yếu đi, tức là lực từ nó yếu. Và nếu có điều kiện em thực hành ở trong lớp, thầy sẽ cho em làm thêm thí nghiệm này, là nếu ta đổi chiều dòng điện, nếu ta đổi chiều dòng điện, ta đổi cực lại thì kim nam châm nó sẽ quay ngược lại. Kim nam châm sẽ quay ngược lại. Như vậy là lực từ, lực do dòng điện tác dụng lên kim nam châm cũng đổi chiều khi dòng điện đổi chiều. Rồi, bây giờ ta quay lại một thí nghiệm khác. Đây là một đoạn dây dẫn thẳng. Ta sẽ cho dòng điện chạy qua dây dẫn này. Và một thanh nam châm đang treo tự do. Như vậy khi thanh nam châm này nằm cân bằng thì nó đang chỉ theo hướng nam bắc. Ta đưa một cái kim nam châm lại gần dây dẫn và ta cho dòng điện chạy qua. Thì ta thấy kim nam châm lệch khỏi hướng nam bắc. Nó chỉ theo một cái hướng xác định, một cái hướng khác. Như vậy chứng tỏ rằng ở vị trí này, khi dòng điện chạy qua dây dẫn, dòng điện đã tác dụng lực từ lên kim nam châm. Đã tác dụng từ lên kim nam châm, làm cho kim nam châm đổi hướng. Làm cho kim nam châm chỉ một cái hướng xác định mới. Ở hình thứ hai, thí nghiệm thứ hai, người ta cũng đưa một kim nam châm lại gần một cái thanh nam châm. Ban đầu nó chỉ hướng nam bắc, nhưng mà khi đưa lại gần thì lúc này kim nam châm nó cũng bị lệch khỏi hướng nam bắc. Và điều này cũng chứng tỏ rằng là nam châm đã tác dụng lực lên kim nam châm, làm cho kim nam châm chỉ theo một hướng xác định khác, không trùng với hướng nam bắc. Và hai thí nghiệm này sẽ dẫn ta đến một cái khái niệm mới, đó là tường trường. Ta cứ xem lại thí nghiệm này. Khi ta chưa cho dòng điện chạy qua dây dẫn thì kim nam châm lệch khỏi thì kim nam châm đang ở vị trí cân bằng và nó chỉ theo hướng nam bắc. Bây giờ người ta cho dòng điện chạy qua dây dẫn. Nội dung thứ hai là từ trường. Thí nghiệm. À. Như vậy khi ta cho dòng điện chạy qua dây dẫn thì kim nam châm lệch khỏi vị trí cân bằng. Tại sao nó lệch khỏi vị trí cân bằng? Tại sao nó bị lực tác dụng từ dây dẫn có dòng điện? Và người ta cho rằng
khi nam châm sẽ tạo ra xung quanh nó một dạng vật chất đặc biệt. Dòng điện chạy trong dây dẫn cũng tạo ra xung quanh nó một dạng vật chất đặc biệt. Và người ta gọi cái dạng vật chất đó là từ trường. Và do kim nam châm đặt trong từ trường của dòng điện, cho nên từ trường của dòng điện đã tác dụng lực từ lên kim nam châm. Như vậy các em hiểu về từ trường. Và nếu ta ngắt dòng điện thì chỉ còn từ trường của kim nam châm và dây dẫn thì dòng điện nó không còn nữa, cho nên là không có từ trường xung quanh dây dẫn. Mà kết quả là kim nam châm trở về hướng nam bắc. Như vậy từ trường là gì? Là khoảng không gian xung quanh nam châm hoặc xung quanh dòng điện đều có khả năng tác dụng lực từ lên kim nam châm đặt trong nó. Để nói rõ hơn như thế này, khi cho dòng điện chạy qua dây dẫn thì xung quanh dây dẫn có dòng điện là từ trường, và từ trường của dòng điện đã tác dụng lực từ lên kim nam châm đặt trong nó. Có nghĩa là kim nam châm này đặt trong cái từ trường của dòng điện. Hoặc là gì? Hoặc là thí nghiệm thứ hai, hồi nãy các em quan sát. Khi đưa kim nam châm lại gần thanh nam châm, thì từ trường của thanh nam châm đã tác dụng lực lên kim nam châm, do kim nam châm nằm trong từ trường của thanh nam châm. Như vậy, không gian đó người ta gọi là từ trường. Như vậy khi nào có từ trường? Từ trường có ở đâu? Ở xung quanh nam châm hoặc xung quanh dòng điện. Và tại mỗi vị trí nhất định trong từ trường của thanh nam châm hoặc của dòng điện thì kim nam châm đều chỉ một hướng xác định. Em nhớ lại hai thí nghiệm vừa rồi. Ban đầu kim nam châm chỉ hướng bắc nam khi dòng điện, khi trong dây dẫn chưa có dòng điện. Nhưng mà khi trong dây dẫn có dòng điện thì nó sẽ lệch khỏi hướng bắc nam, nó chỉ một hướng xác định. Vì từ trường là một cái dạng vật chất, là khoảng không gian bao quanh nam châm, bao quanh dòng điện, cho nên là ta không nhận biết được từ trường bằng giác quan. Như vậy làm cách nào để ta biết tại nơi đó có từ trường, tại không gian nào đó có từ trường? Thứ nhất là ta phải có dụng cụ. Thì dụng cụ ở đây ta dùng kim nam châm hoặc là nam châm thử. Và ta đưa nam châm thử đến nơi ta cần xét, đến cái khoảng không gian nào ta cần xét. Và nếu tại điểm đó, tại nơi đó có lực từ tác dụng lên kim nam châm thì nơi đó có từ trường. Cho nên một cái tính chất là gì? Là nơi nào trong không gian có lực từ tác dụng lên kim nam châm thì nơi đó có từ trường. Như vậy cái ý thứ nhất là không gian xung quanh nam châm, xung quanh dòng điện có khả năng tác dụng lực từ lên kim nam châm. Và cái ý thứ hai là nơi nào trong không gian có lực từ tác dụng lên kim nam châm thì nơi đó có từ trường. Hai ý này nó ngược lại với nhau, nó bổ sung cho nhau. Ý thứ nhất là mình phải biết được ở đâu có từ trường tồn tại ở đâu. Và ý thứ hai là từ trường có một cái tính chất gì? Đó là tính chất cơ bản là từ trường tác dụng lực từ lên kim nam châm. Từ trường thường được phát hiện ở những khu vực nào? Em thấy đường dây cao thế, cột thu lôi. Vì sao vậy? Vì đường dây cao thế là dòng điện có cường độ rất lớn. Và
xung quanh dây dẫn có dòng điện sinh ra từ trường. Như vậy cái từ trường ở đường dây cao thế rất mạnh, rất lớn. Vì thế người ta khuyến cáo là không nên cư trú tại những cái nơi mà gần đường dây cao thế, nó nguy hiểm đến sức khỏe. Hoặc là ở cột thu lôi, mỗi lần mà sét, hiện tượng sét này kia nó xảy ra, thì với một cái dòng điện có cường độ rất lớn thì nó tạo ra một cái từ trường rất mạnh. Rồi những cái ổ cắm điện, xung quanh ổ cắm điện ha. Rồi những cái khu vực quanh thiết bị điện đang vận hành, màn hình máy vi tính, đồng hồ điện, máy xe tóc v.v. thì đều là nơi mà có từ trường, hoặc là thậm chí là điện thoại di động cũng tạo ra từ trường. Về sinh vật thì ta thấy rùa biển, cá hồi nhờ vào từ trường của trái đất để tìm chính xác nơi mà chúng sinh ra. Như vậy là xung quanh trái đất cũng có từ trường. Trong bài học các em thấy là xung quanh nam châm, xung quanh dòng điện có từ trường. Bây giờ ta phải hiểu thêm, ta nhớ thêm là xung quanh trái đất có từ trường. Chính vì nhờ cái từ trường trái đất mà kim nam châm khi đặt tự do thì nó luôn nằm cân bằng và chỉ theo hướng bắc nam. Tức là từ trường của trái đất đã tác dụng lực từ lên kim nam châm, làm cho nó luôn chỉ theo hướng bắc nam. Rồi, có một số câu vận dụng ở bài này. Câu C4. Nếu có một kim nam châm thì em làm thế nào để phát hiện ra trong dây dẫn AB có dòng điện hay không? Câu C5. Thí nghiệm nào đã làm với nam châm chứng tỏ xung quanh trái đất có từ trường? Và câu C6. Tại một điểm trên bàn làm việc, người ta thử đi thử lại, vẫn thấy kim nam châm luôn nằm dọc theo một hướng xác định, không trùng với hướng nam bắc. Từ đó có thể rút ra kết luận gì về không gian xung quanh kim nam châm? Thì đây là bốn câu vận dụng. Thì các em sẽ dựa vào cái thí nghiệm Ørsted, các kết luận về thí nghiệm Ørsted, dựa vào cái tính chất của từ trường để các em trả lời. Muốn biết một đoạn dây dẫn có dòng điện hay không, theo kiến thức về điện thì ta phải dựa vào xem là dây dẫn có nối vào hai cực nguồn điện hay không, hoặc là nối dây dẫn với bóng đèn, nếu bóng đèn sáng lên thì dây dẫn sẽ có dòng điện. Nhưng mà ở đây ta sẽ vận dụng kiến thức về từ các em vừa học. Ở câu C4, các em sẽ vận dụng cái thí nghiệm Ørsted. Ta đặt một cái kim nam châm lại gần dây dẫn AB, lại gần thôi. Nếu kim nam châm lệch khỏi hướng nam bắc thì chứng tỏ rằng gì? Chứng tỏ xung quanh dây dẫn có từ trường, tức là trong dây dẫn có dòng điện chạy qua. Và ngược lại nghĩa là nếu ta thấy kim nam châm vẫn nằm theo hướng, vẫn chỉ theo hướng nam bắc, thì trong dây dẫn không có dòng điện. Ở câu C5, thí nghiệm nào? Thì thí nghiệm này là mình đã nói rồi. Đó là thí nghiệm ta đặt kim nam châm ở trạng thái tự do, tức là ở vị trí nào bất kỳ. Khi nó đứng yên thì kim nam châm luôn chỉ theo hướng nam bắc. Chứng tỏ rằng kim nam châm đã bị từ trường của trái đất tác dụng làm cho nó chỉ theo hướng nam bắc. Ở câu C6, trên bàn làm việc có một cái kim nam châm, nhưng mà kim nam châm này luôn nằm dọc theo một hướng xác định, cho dù ta có thử đi thử lại, và cái hướng này không trùng với hướng nam bắc. Như vậy từ đó ta rút ra kết luận gì? Chứng tỏ rằng không gian xung quanh kim nam châm, tức là tại bàn làm việc, đã có từ trường, vì từ trường đã tác dụng lực lên kim nam châm, làm cho nó chỉ theo một hướng xác định, không trùng với hướng nam bắc. Và thậm chí
Cái từ trường này nó còn mạnh hơn cái từ trường của trái đất. Cho nên nó làm cho cái đám chân lệch khỏi hướng Nam Bắc. Đó. Như vậy là ở cái nội dung về tác dụng từ của dòng điện thì ta cũng dựa vào lý thuyết để các em giải thích các hiện tượng nha. Rồi, bây giờ thầy sẽ tóm tắt lại cái nội dung thứ hai qua cái sơ đồ tư duy. Tác dụng từ của dòng điện từ trường, như vậy trong nội dung của phần này thì ta có hai nội dung chính, đó là lực từ và từ trường. Thì nếu nói về lực từ thì ta phải nhớ lại thí nghiệm của Stack. Từ đó ta rút ra được kết luận là dòng điện chạy qua dây giật thẳng hay dây giật có hình dạng bất kỳ đều gây ra tác dụng lực, ta gọi là lực từ, lên một kim nam châm đặt gần nó. Ta nói dòng điện có tác dụng từ. Và như hồi nãy thầy đã nói, và trong thí nghiệm, nếu dòng điện có cường độ càng lớn thì tác dụng từ nó càng mạnh, tức là kim nam châm nó quay càng nhanh càng mạnh. Nội dung thứ hai đó là từ trường. Về thí nghiệm, và từ thí nghiệm này tôi rút ra được kết luận từ trường có ở đâu. Nam châm hoặc dòng điện có khả năng tác dụng lực từ lên kim nam châm đặt gần nó, ta rút ra từ những thí nghiệm. Và từ thí nghiệm đó người ta mới cho rằng là gì, là xung quanh nam châm, xung quanh dòng điện là một dạng vật chất đặc biệt và gọi là từ trường. Tại mỗi vị trí nhất định trong từ trường, kim nam châm luôn chỉ một hướng xác định. Luôn chỉ một hướng xác định. Và do từ trường là một khoảng không gian xung quanh nam châm hoặc dòng điện, ta không nhận biết được bằng giác quan. Nên để nhận biết từ trường thì ta dựa vào tính chất cơ bản của từ trường là gì? Là nơi nào trong không gian có lực từ tác dụng lên kim nam châm thử thì nơi đó có từ trường. Và để biết được cái điều này thì ta phải dùng kim nam châm để làm thí nghiệm, ta dùng nam châm thử để ta nhận biết. Thì đây là toàn bộ nội dung kiến thức của cái nội dung thứ hai là tác dụng từ của dòng điện và từ trường. Thì các em có thể học bài theo hai cái sơ đồ tư duy trong cái chủ đề mà thầy vừa chia sẻ. Chủ đề thứ nhất là nội dung thứ nhất là nam châm vĩnh cửu. Nội dung thứ hai là tác dụng từ của dòng điện từ trường. Đây chỉ là cái khởi đầu của cái phần từ trong cái chương 2. Và đây cũng chỉ là những cái thí nghiệm cơ bản, những cái hiện tượng vật lý, trong đó có những hiện tượng các em đã biết. Thì các em có thể học bài dựa vào cái sơ đồ này. Thì ở những cái bài sau, mặc dù các em sẽ học kiến thức mới, nhưng đều có sự vận dụng của những nội dung mà các em đã học. Tiết học đến đây là kết thúc. Thầy chào các em.